Ok. Ok anh em, và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với set đồ của cao thủ đường môn Hemmet nha. Hôm trước thì được một trận top 1 và ngày hôm nay thì được trận top 10. Thì nói chung về thế trận thì hôm nay bên phe Tống bị chèn ép dữ quá. Nên là hôm nay Hemmet đánh không nổi nè mà. Và hôm nay cho anh em xem set đồ của Hemmet nha. Đây là đường môn của băng khảo nha mọi người. Đây anh em ơi. Thì vừa rồi thì sau khi cách đây khoảng hơn 10 ngày nửa tháng trước thì đã mua được cho mình là một set đăng bang 19, 28, 26 và 26. Thì set đăng bang này hiện tại thì lúc đó Hemmet mua khoảng tầm 16 triệu. 16 triệu hay sao anh em ơi, 16 triệu cho đến 17 triệu set đăng bang này. Đó. 16 triệu cho 16 triệu đây. Rồi. Tức là vừa rồi là chiến ép cho mình thêm những vài món. Tiếng tiếp theo đó là một cái nón mắt 25 là phòng thủ và 45 chậm và 19 thân pháp. Tiếp tục là một bọc tây chống 40, kháng hỏa 25 và sinh khí 19. Đó, mắt ọp. Tiếp tục là một cái áo phù hồi 40, 45 chậm và 20 thân pháp và 25 phòng thủ lý. Rồi, tiếp tục một đai lưng thủ lý 25, thủ làm chậm 40, một cái thông pháp 20 nữa. Đó, chúng ta là 3 món họ này đó. Tiếp tục một đôi giày 40 tốc và 40 chậm, thông pháp 20, sinh lực lực và phòng thủ lý 24. Thì tính sơ qua này đang có cho mình là 4 món thủ này mà, 1 2 3 4 đó, 4 món thủ. Hiện tại này đang có khoảng 4 món thủ như thế này thì hiện tại chắc là hiện tại nó đang khoảng tầm 75+1, phòng thủ lý năng 75+1. Rồi tiếp tục đó một cây vũ khí vừa rồi mới ép xong. Tốc 30, cán độc 25, sinh lực 199 và sát thương 44 và sát thương 199%. Đó. Quá chất lượng. Có cho mình một con ngựa vòng sáng. Vòng sáng này giống ngựa khải này mà, cũng màu xanh vậy đó. Phi dân. Có cho mình đó là một trang sức kháng cảnh 5, một ấn tín kháng băng và một kỹ năng cũng có một cấp. Thì hiện tại này đang có cho mình đó là ba kỹ năng cũng có nha mọi người. Ba kỹ năng cũng có. Hai càng khôn và một cái phi phong này đang có ba kỹ năng vậy nè. Đang có ba kỹ năng 90 rồi. Đó. Thì chúng ta cùng nhìn điểm sơ qua thì tổng set đồ này thì Khải sẽ điểm lại cho anh em xem một lần nữa. Thì set đăng bang này khoảng tầm 16 triệu. Con phi dân này khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Thì nền giá là 18 triệu rưỡi. Ấn này khoảng 2 triệu. Đó, ấn này khoảng 2 triệu. Thì ấn ngựa này nọ thì khoảng tầm 20 triệu nha nè. Tầm 20 triệu đi. Gần 21 triệu đi. Rồi ok. Tiếp tục là những món trang bị này thì chiến ép khoảng tầm trung bình khoảng tầm cái nón này khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Áo này tầm cũng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Bao tay này khoảng 2 triệu. Bao tay này ép cũng khá là cực kỳ công nè mày. Đó. Rồi, đai lưng này cũng tầm 3 triệu. Đó. Đây này, đôi giày cũng tầm 3 triệu. Nói chung là trung bình một món tiếng là 3 triệu một món này mà. Rồi, cái nỏ này khoảng tầm 4 triệu nè mà. Phẩm chính với ép một phẩm chính thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 triệu đến 5 triệu cái vũ khí này. Thì tổng set đồ này thì nhìn sơ qua thì chúng ta cho mặc định khoảng một món 3 triệu đi. Thì 1 2 3 4 5 6. 6 món này khoảng tầm 18 triệu nữa đi. 18 triệu nữa với lại tầm này khoảng hơn 20 thì set đồ này khoảng tầm rơi vào khoảng 40 triệu Việt Nam đồng nè mày. 40 triệu Việt Nam đồng. Với set đồng quang và những trang bị đồ tím mắt ổn. Đó là mắt ổn mới có giá này nè, còn xịt này nọ thì nó sẽ rớt giá hơn nha anh em. Đó. So với anh em cũng biết xem trên cả kênh Khải này cũng biết rồi. Hiện tinh bang nó rất là hiếm nè mày. Nội 1 2 3 4 5 6 dòng như thế này á thì tốn hết khoảng tầm 12 viên hiện tinh bang. Thì trung bình 12 viên là một viên khoảng 100.000. Thì anh em có tính đi, mỗi dòng thì 6 dòng như thế này đã tốn hết là 1 triệu 2 rồi. Chưa tính là thị tinh này nọ phú viên các kiểu nữa thì một món như thế này rơi vào khoảng tầm 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi. Cái nón thì giờ lên nói rồi. Bao tay này cũng vậy. Còn là những món này hơi khó nè mà sẽ rất là tốn kém về cái hướng hiện tinh này nọ. Đó. Thị tinh các kiểu phú viên. Rồi. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho cao thủ chiến Hemmet đường môn. Ngày hôm nay thì có cho mình được top 10 tổng kim và đánh cho mình được 64.000 điểm và 214 mạng và giết được một sâu 17 và tử vong 58, liên chạm 22. Hôm nay được top 10 nha anh em ơi. Hôm sau nếu mà lên top cao thì sau tiếp tục lại cho anh em xem. Đó, anh em xem like đừng quên ủng hộ cho chiến Hemmet một like chia sẻ ủng hộ cho nha. Hôm trước từng có một chiến này cũng đánh một trận top 1 nè và hôm nay thì trận top 10 anh em ạ. Anh Long cầm đấm nha mọi người. Rồi. Ok. Bây giờ anh em theo dõi video đừng quên like chia sẻ mạnh và ủng hộ Khải nha. Cũng như là tối chúng ta sẽ tối và trưa. Trưa thì khoảng 11:40, tối thì khoảng 11:50 chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với những buổi livestream nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ trở với hoạt động của game nhé.